Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm di trú và cuộc sống Mỹ. Hôm nay đã là những ngày cuối tháng 6 thì phích bắt đầu ra trái rất là nhiều rồi. Tuy nó chưa được chín nhưng mà hầu như là tất cả những cây phích trong vườn của Helen đều có trái hết. Thì video này Helen sẽ show cho các bạn xem là những cây phích này nó ra trái tươi tốt ra làm sao và loại nào ra trái nhiều, loại nào ra trái ít, sức sống của nó như thế nào ha. Đây là một trong những cây phích đầu tiên trong vườn của Helen. Cây này thì nó không phải là một loại special phích cho lắm, nhưng mà Helen rất là cưng nó vì có kỷ niệm với nó ha. Cây phích này tên là thắt xịt Everbearing. Thì cây thắt xịt Everbearing này Helen được một người bạn cho mấy cái khách đinh. Nhưng mà Helen đem về thì cũng không muốn dâm nó cho lắm. Để mấy ngày rồi sau đó thì bắt đầu mới nghĩ tới nó và đem nó ra dâm. Thì Helen dâm hai khách đinh thì nó lên được hai cây. Bây giờ một cây thì mình đã cho người bà con rồi ha. Còn một cây còn lại thì Helen dâm nó lên và sau đó thì trồng chậu một thời gian. Rồi sau đó thì ra trồng đất ha. Và bây giờ nó rất là khỏe. Các bạn thấy là sau 2 năm trồng xuống đất thì cành của nó như vậy nè các bạn. Đó, gốc của nó lên được hai thân ha. Và cái rất là sai, năm nào cũng vậy. Mấy năm rồi, năm nào cũng cái rất là sai. Trồng trong chậu trái cũng sai nhưng mà nó không sai bằng ở ngoài đất các bạn. Đó, các bạn thấy một cái cây mà nó sai cái như vậy thì khá là thú vị đúng không? Cái cây này thì khi mà chín rồi á thì nó cũng rất là ngon. Nó không có phải là ngọt cái vị đặc biệt gì cho lắm nhưng mà nó vẫn rất là ngọt. Cái cây thắt xịt Everbearing này được cái là nó khỏe các bạn. Nó rất là khỏe luôn, mình có thể dùng nó để mình ghép những cái loại phích khác vào nếu mà mình thích ha. Ok, rồi bây giờ cho các bạn xem một cái cây con cưng trong vườn của Helen ha. Cây Parisot Negra Grimada Biena. Thì cây này cái ngược với cái cây thắt xịt Everbearing hồi nãy ha. Nó là con cưng nên nó chậm lớn quá. 3 năm rồi đó các bạn. Nó chỉ cao lên có một chút xíu thôi. Lúc mà Helen mua nó về á thì nó chỉ cao có một gang tay thôi. Bây giờ thì nó thêm được hai gang tay nữa là khoảng 3 gang tay đó các bạn. Nó nhỏ xíu như vậy đó. Không hiểu sao cái loại này nó như vậy hết. Đa số những người trồng BNA nếu mà họ muốn cho nó phát triển tốt á thì họ sẽ ghép nó vào một cái cây phích khác mà nó có sức sống khỏe ha. Ví dụ như cây Smith hay là cây Strawberry Verte hay là cây Yellow Long Nut ha, thì họ sẽ ghép cái cây BNA này vào cái cây đó thì nó sẽ phát triển tốt hơn và nó sẽ cao lớn hơn. Chứ còn nếu mà nó đứng một mình nó là thuần chủng Biena thì nó sẽ nhỏ các bạn, nó rất là khó chiều chuộng. Hôm bữa ra được một cái chín, hôm nay lại ra một cái chín nữa. Hay là định là sẽ làm thử, ghép thử cái cây Biena này vào một cái cây khác nhưng mà không biết là có phát triển tốt hay không, nhưng mà sẽ làm như vậy. Đây, mình cắt một cái khích đinh của BNA, sau đó thì sorry các bạn, mình e lay một khích đinh một cái cành của BNA và nó đã phát triển ra, mà bây giờ nó ra nó cũng èo uột lắm các bạn, nó nhỏ xíu à. Đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái cây khác ha. Thì ở đây có một cái cây phích mà Helen không có biết tên của nó. Tại vì khi mà mình mua thì mình mua nó là Matinica Grimada, nhưng mà cái anh bạn anh bán cho thì anh vô tình anh ship lộn các bạn. Anh nói là anh ship lộn và anh cũng không biết nó là tên gì luôn. Mình đem mình trồng nó dưới đất và nó sức sống nó rất là khỏe. Nó khỏe lắm nhưng mà năm nay thì nó vẫn chưa ra trái nên mình cũng không có biết là nó có chính xác là Matinica Grimada hay không. Nhưng mà Helen nghĩ nó không phải là Matinica Grimada vì hiện tại là ở trong vườn của Helen có một cây Matinica Grimada nó ra trái rất là nhiều rồi. Còn cái cây này mình nghĩ là không phải ha. Ok, bây giờ chúng ta đi đi xuống cái vườn phích của mình ha. Nãy giờ là mình đi ở khúc ngoài thôi.
Rồi. Đây. Vườn phít của mình trải dài bắt đầu từ đây. Trải dài xuống tới cái phần greenhouse luôn các bạn. Khá là chật chội nên thành ra là toàn là trồng trong chậu phần nhiều không à ha. Đây, bây giờ mình cùng xem những cái loại phít ở trong trong vườn nhà mình. Những cái cây này là những cây trồng dưới đất nè các bạn. À, năm nay thì mình khá thú vị với cái loại phít không phải là mới nhưng mà mình rất là thú vị với nó. Đây là cây long đao đó các bạn. Nếu mà bạn nào xem video cũ của Helen rồi thì các bạn biết là long đao là một cái loại phít nó khá là đặc biệt ha. Nó cũng có 3 mùa luôn và mùa ngon nhất là mùa rơi vàng, mùa đầu tiên. Cây long đao là cái cây mà nó có loại trái mà nó dài á các bạn. Nó dài và nó rất là to. Thì hiện tại thì trái nó chưa được chín nên thành ra mình cũng không có định hình được cái trái cho các bạn xem. Nhưng mà nếu các bạn xem video cũ của mình rồi các bạn sẽ biết cây long đao là một trong những cái loại phít cái to ngon. Mình ăn nếu mà nó chín đúng á thì các bạn ăn nó dẻo dẻo giống như các bạn ăn khoai lang mật vậy đó. Khoai lang mật ở Việt Nam á. Nè, nó bắt đầu nó có những cái chấm cắn cắn này các bạn. Đó, dễ thương lắm. Khi chín á hả thì nó màu 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 tím nhạt nhạt rồi hơi vàng ha và nó có những cái chấm này nè, chấm chấm cắn như vậy đó. Và nó rất là thơm, đặc biệt là cái loại long đao này nó rất là thơm các bạn. Ok, để xem cây cây bên cạnh nó là cây gì. Trái thì không nhiều như cây long đao ha. Tùy theo mỗi loại phích thôi các bạn, có loại nó ra trái rất là tốt, có loại thì nó chưa ra nhiều lắm. À, cây này là cây Grande de Bordeaux. Rồi. Một cái cây to chiếm một cái diện tích rất là nhiều luôn. Nó còn một mình nó ngay bên cái khúc giữa của cái vuông đất đó các bạn. Nó phát triển quá trời luôn. Nhưng mà cái của nó thì bây giờ nó chưa được nhiều nè. Cái này nó cứ màu hơi pin pin vậy đó các bạn. Màu hơi hồng hồng nhạt nhạt vậy đó. Và bắt đầu sau này khi nó chín thì nó cũng màu tím luôn. Đây cái cành này ở trong của nó nè. Cành này ở trong của nó nè. Ra rất là nhiều cái. Đặc điểm của cái cây này là như vậy. Ồ, để hai lần xem là cây này là cây gì ha. Đây, cây này là cây Violet de Bordeaux. Violet de Bordeaux là một trong những loại phích có xuất xứ từ Pháp. Nó rất là ngon đó các bạn. Và khi chín thì cái màu nó rất là đẹp, màu màu tím, tím nhạt nhạt đẹp lắm và chín đậm nữa thì tím đậm là khi mà nó chín đậm á các bạn. Còn lúc đầu thì nó cứ cứ màu phin phin nhẹ nhẹ vậy đó. Dễ thương lắm. Ok, rồi. Đây, đây là cái cây Black Madeira KK Friend of the Fish nhưng mà mình quên cắt nó 1 năm tại vì nó đứng ở trong gốc, mình quên cắt nó 1 năm thành ra là nó cứ cao lêu khêu mà cành thì nó không có. Hay là chưa thấy cái cây phích nào mà nó kiêu kỳ như cây này hết. Cây Black Madeira KK đó các bạn, mình quên cắt cành xuống 1 năm mà nó cao như vậy đó. Và bây giờ nó không có cành lá gì ở dưới hết mà nó cứ thẳng đuột và nó đi lên tới trên. Cao lắm đó các bạn. Nó cao để xem nào. Cái này chắc cũng phải là 9 feet rồi đó. Mà đó các bạn thấy không? Cái à, cái quá trời mà không có cần lá cần gì hết trơn á. Đó, một cái này là chín rồi nè. Có lẽ là hái được rồi đó. Đây là hai lần chỉ cho các bạn nha. Khi mà cái mà nó chín á thì các bạn thấy là nó phải rũ cái đầu nó xuống như vậy. Đó, rất nhiều video hay là đã show cho các bạn xem là cái nó phải gục cái đầu nó xuống. Đó, nó gục cái đầu nó xuống thì nó mới là chín hẳn và khi này các bạn mới ăn nó mới ngon, đúng cái chất của nó, còn nếu không á thì nó còn sống thì nó không có ngon đâu các bạn.
Cái pina rất là sai, bất chấp thời tiết, không cần lá gì hết, và cành thì cứ thẳng đuột, có một cái thân như vậy. Nhưng mà chỉ duy nhất cái cây này thôi các bạn, những cây pina khác nó không như vậy đâu. Mình đặt cho nó tên là pina chân dài trong vườn của nhà mình đó. Ok, rồi, để xem. Cây kế bên nữa, cái này là cây Paris Sorgi ra ít cái. Bây giờ thì bắt đầu mới ra cái, xem nào, có một cái thôi. Cây này nó ra cái chậm nhưng mà nó ra nhiều các bạn, có nghĩa là nó cứ ra từ từ vậy đó, rồi nó sẽ tiếp tục ha, nó ra cũng nhiều lắm. Paris Sorgi cái nó không lớn như những loại phích khác, nó chỉ size medium thôi. Mình quay trực tiếp ở ngoài vườn á các bạn, do đó thì nhiều khi máy bay nó bay nên tiếng hơi ồn, sorry các bạn ha. Đây là cây LSU Scott Plus. Thì những cái loại phích mà trồng ở dưới đất này nè thì hay lần phải lựa những cái loại nó khỏe nên mới trồng dưới đất được. Do đó thì những cái loại phích mà nó con cưng khó chiều á đều phải cho vào chậu hết ha. Những cái loại phích mà con cưng khó chiều thì lại là những loại rất là special, rất là ngon luôn. Ok, cây LSU Scott Plus này nó phát triển rất là tốt. Và các bạn để ý nè, cái gốc của nó nè, đó nó mọc lên hai cái thân như vậy luôn đó, không biết là nó trồi ra như thế nào mà nó ra hai thân luôn. LSU Scott Plus là nó vừa vừa là cái giống LSU, nhưng mà nó lại là giống LSU ngon nhất á các bạn. LSU thì nó có rất là nhiều loại, LSU Purple, LSU Gold, LSU Scott Plus vân vân ha, rất là nhiều loại, nhưng mà nó cái loại này là loại ngon nhất của LSU đó các bạn. Đây, đây là một cái loại phích mà bạn nào trồng cũng sẽ rất là thích vì nó ra rất là nhiều cái. Các bạn thấy nổi trên một cái cây, một cái cành này thôi mà rất rất là nhiều cái luôn. Nói chung thì bây giờ là mới có những ngày cuối tháng 6 thôi, do đó nó không có nhiều cái là thứ nhất, thứ hai nữa là không có cái chín cho các bạn xem ha. Thì khoảng tháng 7, cuối tháng 7 trở đi thì cái bắt đầu chín rất là nhiều rồi, lúc đó Helen sẽ làm video và các bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Đó, bây giờ mình không có viết tên lên cái cây phích này, mình cũng không biết nó là cái cây gì luôn. Chồng mình thì nhớ tất cả, hay lần thì không có nhớ nhiều. Đây, cây Cô Đờ Đem Rosa thì đặc điểm của nó là rất là khỏe. Nếu mà từ nãy giờ các bạn nhìn những cái gốc cây khác á, các bạn sẽ không thấy được cái gốc cây nào to như là Cô Đờ Đem Rosa đâu. Những bạn nào mà trồng phích á, mà thích trồng dưới đất á, thì mua cây Cô Đờ Đem Rosa này trồng ha. Nó cũng có cái nhưng mà nó rất là ít các bạn, nó chưa ra nhiều. Nó thì khoảng vào tháng 8 bắt đầu nó mới rộ ra. Đây, Cô Đờ Đem Rosa mới có một cái duy nhất thôi. Rồi, anh bạn kế bên cũng là một anh bạn rất là khỏe, cây Yellow Longneck thì cũng ra cái vào tầm giữa tháng 7 trở đi ha. Giữa tháng 7 bắt đầu ra cái và từ từ thì nó sẽ rộ lên rất là nhiều cái, và khi mà nó ra nhiều thì nhìn đẹp lắm các bạn vì nó vàng ống mà. Rồi, cây kế bên là cây Smith. Cây Smith này mình đang layer, hôm bữa trước mình layer được hai cây. Bây giờ mình layer thêm một cây nữa vì nó rất là khỏe, có nhiều nhánh để mình layer lắm. Cây Smith thì cái nó màu xanh ruột đỏ ha. Smith là một cái loại cây, một loại cây phích mà nó vừa có cái đẹp vừa khỏe nữa các bạn. Những người sưu tầm phích á, thì đa thành phần là ai cũng có một cây Smith hết, người ta thích cái loại này không biết là tại sao. Mặc dù nó không có ngon special lắm, đại khái là nó ngon nhưng mà nó ở một cái tầm là người ta có thể dễ dàng tìm kiếm được thôi, chứ không phải là những cái loại ngon mà hiếm ha. Nhưng mà ai cũng thích có một cây Smith hết.
Rồi cây này là cây Italian 250A. Mình cũng đang airlay cho nó. Bữa mình airlay cũng được mấy cây rồi, bây giờ mình airlay tiếp. Cây Italian 250A thì hiện tại là nó chưa có cái. À, cây này cái cũng chậm. Ok, đó là những cái cây phích mà mình trồng ở đất đó các bạn. Còn bây giờ chúng ta đi qua bên tay phải, chúng ta xem những cái cây phích mà mình trồng trong chậu ha. Vướng cây táo tàu này quá nên không có thấy rõ. Bây giờ mình đi qua bên đây. Ok, tất cả những cái loại phích trồng chậu thì nó tập trung chất dinh dưỡng tốt hơn là những cái loại phích trồng đất. Khi mà các bạn trồng ở đất á, thì các bạn tưới phân tưới nước thì nó sẽ chảy đi đúng không? Nó không có nằm trong cái chỗ cái gốc của nó được lâu, do đó thì nó không tập trung chất dinh dưỡng tốt bằng những cây phích trồng chậu. Nhưng mà ngược lại, khi mà các bạn trồng đất á, thì nó sẽ tìm được những cái chất dinh dưỡng ở trong đất, ngoại trừ những cái phân mà bạn cung cấp. Còn trong chậu thì nó không tìm đâu được hết, nó nằm trong chậu nó không tìm được gì hết. Nó có cái lợi, nó cũng có cái hại. Ok, những loại phích trồng chậu thì theo Helen quan sát là nó ra cái nhiều hơn là những cái loại phích trồng ngoài đất luôn, nếu như mà cái cây nó đủ khỏe đó các bạn. Đây, những cái loại phích trồng chậu. Nếu mà các bạn có tới mấy trăm cây phích giống như Helen thì các bạn sẽ xảy ra một trường hợp là các bạn sẽ không nhớ tên của nó. Do đó thì nếu mà các bạn không viết tên thì không thể nào mà các bạn nhớ hết tên của nó được hết. Thôi chịu thua rồi. Cái này thì chồng Helen sẽ biết. Này các bạn thấy nè. Đó, cái cây trồng chậu nhỏ xíu xíu à, trong chậu 3 ga lông thôi mà trái quá trời luôn. Để mình xem cây này là cây gì. À, cây này là cây Kelly Green, một loại phích mới. Cây này là cây hay lần được tặng thôi các bạn, không có mua. Đó, cây này là cây Scoroplast. Ok, Scoroplast cũng thẳng đột một thân từ ở dưới lên, và ở trên có một chùm trái với lá. Nhưng mà dù sao thì nó cũng còn nhiều lá hơn cái cây Plasmodea khay khay hồi nãy. Rồi, cây này là cây Grande de Bordeaux. Grande de Bordeaux 1,5 năm đó các bạn, mà nó cao như vậy đó. Hồi lúc trước là mình airlay nó thì nó có hơn một gang tay thôi, đâu có airlay cành dài đâu các bạn, nhưng mà bây giờ thì nó cao vậy đó. Rồi để xem cây trong đây là cây gì. À, Cordadem Blanca Negra. Cordadem Blanca Negra nó khác với Cordadem Blanca không nha các bạn. Cordadem Blanca Negra nó ngon hơn và nó có hai màu trái ha. Nó có vừa trắng, vừa đại khái là trắng cái kiểu như mà xanh xanh trắng trắng chứ không phải là trắng hẳn ha. Và nó màu màu đen nữa. À, nó khi mà nó xuất hiện cả hai màu trái trên cùng một cây rất là đẹp các bạn. Cordadem Blanca Negra, hôm bữa mình airlay mấy cây Cordadem Blanca Negra ra, do đó thì bây giờ cái thân của nó cứ bị airlay hoài nên nó cũng còn có một cái khúc ở trên đầu không à. Rồi, anh bạn kế bên rất là khỏe, Robert Golden Rainbow, nhưng mà bây giờ thì chưa có trái. Robert Golden Rainbow thì khoảng tầm gần cuối tháng 7 mới có trái các bạn, mới trái nhiều. Rồi những cái cây mà lùng lùng ở dưới này thì nhiều lắm, không có giới thiệu được với các bạn hết đâu ha. Mình chỉ giới thiệu một số cây nào mà nó đẹp và nó đang ra trái nhiều thôi. Cây này là cây Plasmodea, nó chỉ là Plasmodea chứ không phải là Plasmodea khay khay. Nhiều người hỏi là Plasmodea khay khay với Plasmodea thì có gì khác nhau không? Thì hay là nói là Plasmodea
thì nó không có khả năng kháng bệnh tốt như Black Madea Khay Khay ha. Còn trái của nó thì cũng rất là ngon. Hai cái đó nó không có khác biệt nhau nhiều lắm đâu các bạn. Black Madea và Black Madea Khay Khay nó không có khác biệt nhau nhiều lắm ha. Nhưng mà nó cái khả năng kháng bệnh của Black Madea nó thấp hơn Black Madea Khay Khay thế thôi. Cây này là cây Isia Black. Isia Black cũng trái rất là nhiều, cứ mỗi cành là cứ trái vậy đó, cứ mỗi cái nách lá là nó ra một trái. Đây là cái hàng cây thấp thấp thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào những cái cây lớn hơn ha. Đây là cây Exquisito, 10 trên 10 điểm của Highland đó. Exquisito, Exquisito ra cũng khá là nhiều trái các bạn. Các bạn quan sát cái Exquisito nó cũng có cái màu na ná như là cây cái long đao lúc nãy đúng không, nó cũng có chấm cắn nè. Đây là cái mùa đầu tiên, mùa rơi và của nó. Nó có những chấm cắn. Rồi sau đó khi nó chín, nó màu tím đó các bạn, thì những cái chấm cắn này nó rất là nổi. Đó, bắt đầu nó có những cái vân màu pink này nè các bạn. Crystal nó chín nó rất là đẹp. Rồi, để mình xem tiếp những cái cây khác, những cây bên trong khó vào lấy quá. Để xem cái này là cây gì. À, cây này là cây CLBC. CLBC là một cái loại phích trái rất là lớn luôn. Các bạn nào mà thích một cái mà nó màu màu tím đen mà đen lớn, đen mà nó cái nó lớn nữa đó, thì các bạn chọn CLBC đi. Cái CLBC rất là ngon và cái lớn nữa các bạn. Nó chưa ra được nhiều cái, tùy theo loại phích thôi. Các bạn không thể nói là mình trồng tốt hay không tốt mà nó ra nhiều cái hay không, không hẳn như vậy, do cái giống của nó các bạn. Đây có một cái chín nữa rồi nè. Mặc dù là nó chưa được chín lắm nhưng mà nó đã rủ đầu rồi, có thể hái được rồi. Tại nó bị nắng quá đó các bạn. Đây là Corydem Blanca Negra ha, một cây Corydem Blanca Negra nữa. Nhưng mà cái đó thì mình nghĩ là nó không có ngon, tại vì nó bị nắng quá, nó giống như nó chín héo vậy đó các bạn. Ít bữa nữa trời sẽ mát xuống hơn thì phích nó sẽ tốt hơn. Một cây Italian 250A nữa. Ok, cây này là Martinenka Rimada. Martinenka Rimada thì cái nó màu sọc. Đại khái là các bạn cứ nhớ là những cái dòng nào có chữ Rimada là nó là màu sọc đó các bạn. Đây, cái màu sọc rất là xinh. Vienna cũng là dòng Rimada đó các bạn. Barisort Negra Rimada ha. Tất cả các màu sắc của phích Highland thích nhất là màu sọc và màu vàng. Còn những cái màu mà màu tím thì cũng đẹp, nhưng mà nó không có phải là special lắm. Những màu sọc này thì luôn luôn được người ta thích nhiều hơn này các bạn. Đó, và cái khi mà nó ra cái thì màu sọc và cái đuôi của nó màu tím tím như vậy đó. So cute. Ok, để xem một cái cây gì ở trong này mà nó có cái chín nữa nè. Đi sâu vào trong đây.
MB, không biết MB là ký hiệu của cái gì luôn. Đại khái là chồng mình cứ viết ký hiệu. Ok, một cái cây này, ôi trời, cây này sao nhiều cái quá. Nhiều cái nhất từ nãy đến giờ mình thấy luôn. Một cây mà nó quá trời cái. À, nó là cây Tacoma Violet. Tacoma Violet. Robert Golden Rainbow. Đây này, cây này là cây mẹ của nó rất là khỏe, do đó bây giờ thì nó đã ra cái cũng được, để xem nào, 4, 5, 6, 7, 8 sorry, 8. Cho các bạn xem một cái cây lon đao nhỏ xíu thôi mà cũng có cái nữa đó. À, có chút xíu thôi mà cũng ra được ba cái nữa này các bạn. So khiêu trong chậu một ga lông đó. Đây, đây là cây Cordadem Rimada. Cordadem Rimada bây giờ cũng nhiều cái. Đây các bạn thấy không? Những cái dòng Rimada luôn luôn cái sọc đúng không? Hồi nãy là Martinenka Rimada cái nó cũng sọc. Cây này là Cordadem Rimada cái cũng sọc. Rồi Parisot Nega Rimada cái cũng sọc. Tất cả những dòng Rimada người ta đều thích hết đó các bạn. Để xem cây gì. Cây này là cây Figo Frito. Figo Frito cũng một chùm cái. Cây công đây là cây Waimadea. Waimadea thì nó chậm ra cái hơn mấy cây khác, nhưng mà cái của nó rất là ngon. Cái Waimadea màu xanh và ruột đỏ, rất là nhiều mật các bạn. Rồi để mình xem. Nãy giờ hay là chỉ có quay cho các bạn xem những cây ở phía bên ngoài thôi, còn những cái cây ở phía bên trong không có đi vô được, cũng nhiều quá không có quay hết được. Cây này cái chín rất là nhiều rồi nè các bạn. Đó. Dễ thương vô cùng luôn. Để xem cây này là cây gì. À đây, cái tác của nó trên này. À cây này là cây Ronde de Bordeaux. Ronde de Bordeaux lúc nãy có một cây trồng ở ngoài đất cũng rất là lớn đó các bạn. Nhưng mà cái nó không có có nhiều và không có chín giống như cây này đúng không? Cây này trồng trong chậu các bạn nhìn đi nè. Đó. Nó chín nhưng mà nó vẫn tiếp tục to lên nha các bạn, chứ nó không phải là nó chín là nó không to tiếp tục nữa đâu. Này. Hai cái này rất là xinh này các bạn nhìn đi. Đó, bắt đầu nó màu pink ha, màu pink có những cái lốm đốm nhỏ nhỏ màu pink và dần dần nó chuyển sang đó, màu nâu tím tím. Rồi mai mốt nó sẽ thành black luôn đó các bạn. Đây, có một cái black luôn nè. Cây này rất là đẹp, Grande de Bordeaux. Ok. Để xem nào. Không giống gì nữa. À, cây này là cây Carven Carven. Cũng cái rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái chính từ nãy giờ mình chỉ thấy có cây Grande de Bordeaux là cái chính nhiều thôi. Còn mấy cái loại khác thì nó chưa được chính lắm. Đại khái là bây giờ cái còn nhỏ luôn chứ chưa chín gì hết. Ở công, ở phía công hàng rào đó các bạn nhiều lắm luôn. Mà lần không có quay phim được hết cho các bạn xem. Rất là nhiều loại luôn. À, cái này là cây Italian 250. Cây Italian 250 cũng một chùm ở trên và cái không vậy đó. Thôi mình đi ra vậy. Nhiều lắm. Ở bên đây còn có
có những cây mà Helen cho nó vào chậu 20 galon rồi đó các bạn. 20 nhưng mà thật ra đó là 20 galon tính theo nursery. À, tính theo bình thường thôi, còn theo nursery thì nó là 25 galon rồi đó. Nhiều cái lắm. Những cái cây mà từ 2 năm tuổi trở lên thì các bạn có thể cho nó vào những cái chậu lớn được rồi đó các bạn. Để cho nó phát triển ha, nó có cái room để nó phát triển. Ok, video này khá dài rồi. Bây giờ Helen đi một vòng ra đằng đây nữa và Helen dừng chương trình ở đây để cho các bạn nghỉ ngơi ha. Một video rất là dài rồi. Thank you các bạn rất là nhiều. Những bạn nào mà xem đến cuối video của Helen ha. Mến chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.